Đến nay, dự án đê tả sông Luộc kéo dài đang được tập trung đẩy nhanh thi công và sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2019. Hiện đơn vị thi công đã huy động trên 60 đầu máy móc và 122 công nhân làm việc 3 ca liên tục tại trên 10 mũi thi công, đồng thời nhập về khối lượng lớn đất đồi để đắp đê, đá răm để triển khai thi công tại các vị trí không vướng mắc về giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của việc điều chỉnh thiết kế theo đúng kỹ thuật tiến độ. Hiện tại, gói thầu số 7 đã hoàn thành trải thảm áp phan lớp 1 với chiều dài gần 7 km và đang chuẩn bị trải thảm đoạn từ nút giao Dốc Đá đến chợ Dầu. Gói thầu số 6 đang tích cực thi công đào đắp đất ở các mũi và đã trải thảm được 4 km trên tổng số 18 km. Nếu thời tiết thuận lợi như hiện nay, đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, dự án sẽ cơ bản hoàn thành và thông xe toàn tuyến.